Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ ba. Kính chúc quý khán thính giả nhiều sự an bình, thoải mái trong cuộc sống. Và sau đây thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một số các tin tức về Hoa Kỳ với một vài tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Donald Trump ký luật cấp ngân sách cho chính phủ và gói cứu trợ COVID-19. Mỹ đã ghi nhận ca phản ứng đầu tiên sau khi tiêm vaccine của công ty Moderna. Mua sắm trực tuyến bùng nổ, doanh số bán lẻ tăng 3%. Thưa quý khán giả, bản tin đầu tiên nói đến việc Tổng thống Donald Trump vừa ký luật để cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động cũng như gói cứu trợ COVID-19. Tối ngày thứ Bảy vừa qua, 27 tháng 12, hay nói đúng hơn là ngày Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật một gói cứu trợ đại dịch COVID-19 trị giá khoảng 900 tỷ Mỹ Kim. Ngoài 900 tỷ Mỹ Kim, thì dự luật ngân sách lớn này còn bao gồm 1.4 nghìn tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho các cơ quan chính phủ hoạt động đến hết tháng 9 của năm 2021. Và bao gồm các ưu tiên cuối kỳ khác như là tăng trợ cấp phiếu thực phẩm. Các thành viên của Đảng Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến ngày hôm Chủ nhật vừa qua sẽ cố gắng thúc đẩy thông qua khoản cứu trợ đại dịch tăng lên 2.000 Mỹ Kim cho người Mỹ. Vào tuần trước, thì Tổng thống Donald Trump gọi dự luật này là một sự ô nhục và yêu cầu Quốc hội thay đổi nó để tăng số tiền cứu trợ cho người Mỹ đang gặp khó khăn từ 600 Mỹ Kim lên thành 2.000 Mỹ Kim, đồng thời cắt giảm một số chi tiêu khác. Sau khi ký vào dự luật tại khu nghỉ dưỡng ở thành của Florida, thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông ký dự luật này với một thông điệp mạnh mẽ, nói rõ với Quốc hội rằng những thứ lãng phí cần phải được loại bỏ. Tổng thống nói sẽ có nhiều tiền hơn nữa. Và thưa quý khán thính giả, luật này cũng bao gồm 284 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho chương trình bảo vệ tiền lương, viết tắt là PPP, cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn các khoản vay có thể miễn trả để giúp cho họ tồn tại và để nhân viên nghỉ việc. Việc Tổng thống Trump ký dự luật giúp chính phủ Hoa Kỳ không phải đóng cửa, do chính phủ được cấp ngân sách để tiếp tục hoạt động như đã nói ở phần đầu. Tuy nhiên thì nó không khác so với dự luật mà Tổng thống Trump từ chối ký thành luật cách đây ít ngày. Tổng thống Trump trước đó không có chịu ký dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá khoảng 900 tỷ Mỹ Kim đã được Quốc hội thông qua sau nhiều tháng đàm phán gay go giữa hai bên đảng. Tổng thống gọi đây là nỗi ô nhục, yêu cầu của sửa dự luật để mỗi người dân Mỹ phải được nhận 2.000. Nhưng nay thì như chúng ta vừa biết ở phần đầu là Tổng thống Donald Trump tối ngày 27 tháng 12 vừa qua đã ký thành luật. Và hai chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang được phê duyệt hồi cuối tháng 3 nằm trong kế hoạch cứu trợ COVID-19 được ban hành hồi đầu năm đã hết hạn vào nửa đêm 26 tháng 12 vừa qua, khiến cho trợ cấp cho 12 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch trở nên gián đoạn. Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 28 tháng 12 cũng đã cảnh báo là sẽ có một hậu quả tàn khốc nếu Tổng thống Trump tiếp tục từ chối ký vào dự luật. Nhưng như bản tin đã nói, nay thì Tổng thống đã ký, thưa quý khán thính giả. Và tiếp theo sau là bản tin sau khi Tổng thống Donald Trump, đó là cơ quan CDC của Hoa Kỳ cho biết là Mỹ đã có khoảng 329.592 người tử vong vì đại dịch COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, tức là CDC, hôm 26 tháng 12 thông báo rằng 329.592 người Mỹ đã tử vong vì virus corona, tức là tăng thêm khoảng 4.496 ca so với lần thống kê trước đó. Ngoài ra thì cơ quan CDC cũng cho biết rằng con số ca nhiễm cũng tăng 339.235 ca lên tổng số 18.730.806 trường hợp. Theo Reuters, cơ quan CDC
tính số liệu trên tới 4 giờ chiều ngày 25 tháng 12, tức là ngày Giáng sinh vừa qua. Lần trước đó thì cơ quan CDC đã công bố thống kê là 24/12. Tin cho hay là con số mà cơ quan CDC đưa ra không nhất thiết phản ánh số ca được từng tiểu bang công bố. Và trong một diễn biến liên quan thì cơ quan CDC tính cho tới sáng ngày 23 tháng 12 có hơn 1 triệu người trên toàn nước Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên của hai liều vaccine chống COVID-19 cần thiết để ngăn ngừa virus corona. Hãng tin Reuters đưa tin rằng phần lớn người Mỹ đã được khuyến cáo phải mất tới 6 tháng hoặc hơn nữa để họ có thể được tiêm vaccine mà nay dành ưu tiên cho các nhân viên y tế, những người sống tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và trong một số trường hợp các quan chức hàng đầu trong chính phủ. Cũng liên quan đến vấn đề vaccine, bản tin cho biết Mỹ đã ghi nhận ca phản ứng đầu tiên sau khi được tiêm vaccine của công ty dược Moderna. Một bác sĩ ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts vốn từng bị dị ứng với động vật biển có vỏ như là tôm, như là lobster, các thứ như chúng ta đã biết, cua, đã có những phản ứng phản vệ sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của công ty dược Moderna. Hãng tin Reuters đưa tin đã dẫn lại tờ New York Times. Rồi theo tờ báo này thì bác sĩ có tên là Sen Zadeh của Trung tâm Y tế Boston đã có phản ứng nghiêm trọng gần như ngay sau khi được tiêm vaccine với triệu chứng chóng mặt và tim đập nhanh hôm 25 tháng 12. Theo hãng tin Reuters thì đây là trường hợp phản ứng nghiêm trọng đầu tiên liên quan tới vaccine của hãng Moderna mà hiện trong tuần thứ hai được triển khai để tiêm chủng. Ông David Kippy, phát ngôn viên của Trung tâm Y tế Boston, đã được hãng tin Reuters dẫn lời cho biết là bác sĩ Sadradeth đã được đưa tới phòng cấp cứu và sau đó đã được cho là ông OK để về nhà. Một quan chức của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ từng cho biết đang điều tra khoảng 5 ca ở Mỹ có phản ứng phản vệ sau khi được tiêm vaccine của công ty Pfizer-BioNTech và nay là công ty Moderna với phản ứng đầu tiên. Bước sang một bản tin khác liên quan đến vụ nổ sáng ngày Giáng sinh 25 tháng 12 ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee. Thì nhân viên FBI tiếp tục lục soát nhà của người đang được điều tra để xem có phải người này là chủ mưu của vụ nổ ở thành phố Nashville hay không. Các đặc vụ liên bang hôm thứ Bảy và tiếp tục đã tập trung vào căn nhà của một người thuộc diện đáng quan tâm trong vụ nổ làm rung chuyển trung tâm thành phố Nashville sáng ngày Giáng sinh, trong khi các nhà điều tra tìm kiếm hàng trăm đầu mối về vụ nổ. Hãng tin AP đã đưa tin hơn 24 giờ sau vụ nổ, các nhà điều tra vẫn đang làm việc suốt ngày để giải đáp những nghi vấn về một chiếc xe cắm trại di động, tức là vào loại RV, tức là cái loại xe mà dài để đi cắm trại chúng ta vẫn thấy đó, đã nổ tung trên một con phố vắng vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh. Trước khi vụ nổ xảy ra thì một đoạn ghi âm đã được phát đi cảnh báo những người ở gần nên di tản. Vụ tấn công làm hư hại một tòa nhà của hãng viễn thông AT&T, tiếp tục làm gián đoạn dịch vụ điện thoại di động cũng như mạng lưới liên lạc của cảnh sát và bệnh viện ở một số nơi ở miền Nam. Các nhà điều tra từ nhiều cơ quan của liên bang và địa phương đã có mặt tại một ngôi nhà ở thị trấn Antioch ngoại ô của thành phố Nashville sau khi nhận được thông tin liên quan đến cuộc điều tra. Cơ quan đặc vụ FBI, trong đó ông Jason Pack, đã nói rằng một quan chức liên bang, người không được tiết lộ về cuộc điều tra, đang diễn tiến và phát biểu với hãng tin AP với điều kiện ẩn danh, cho biết là các nhà điều tra coi một người liên quan tới căn nhà này là người đáng quan tâm. Các đặc vụ liên bang có thể được nhìn thấy đang tìm kiếm xung quanh căn nhà, khám xét nhà và sân sau. Và thưa quý khán thính giả, một hình ảnh từ Google Maps liên quan đến vụ việc cho thấy một chiếc xe RV tương tự đậu ở sân sau
khi bức ảnh được chụp vào tháng 5 của năm 2019. Một phóng viên của hãng tin AP tại hiện trường không nhìn thấy chiếc xe tại căn nhà này vào cuối buổi chiều ngày thứ Bảy. Có những dấu hiệu cho thấy có tiến triển trong cuộc điều tra, trong khi cơ quan FBI tiết lộ họ đang điều tra một số cá nhân có thể liên quan đến vụ nổ. Các quan chức cũng cho biết không có thêm thiết bị nổ nào khác được tìm thấy và cho thấy không có mối đe dọa nào. Các nhà điều tra đã nhận được khoảng 500 tin mật báo và đầu mối. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của liên bang cho biết trong ngày và báo cáo là các vụ nổ đã được tìm thấy tại hiện trường được xác định là di thể của con người, tức là có những cái gọi là những cái còn rơi rớt lại của một thi thể con người. Và các quan chức cho biết là họ đang ráo riết nỗ lực để xác định thi thể này. Và cho tới nay, tin sau cùng cho biết 99% những phần còn lại của người tìm thấy trong vụ nổ, 99% là thuộc cái kẻ trong vụ nổ nói trên. Và thưa quý khán giả, bản tin còn cho biết tiếp là vụ nổ ở thành phố Nashville là một hành động có ý. Cảnh sát cho biết rằng vụ nổ xe ở trung tâm thành phố Nashville, thủ phủ của tiểu bang Tennessee, vào sáng ngày 25 tháng 12 là một hành động cố ý và cơ quan hành pháp đang tiến hành điều tra. Tin cho hay là 3 người được đưa tới bệnh viện nhưng không ai trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát không tiết lộ động cơ của vụ nổ đã phá hủy một vài chiếc xe khác cũng như làm hư hại một số tòa nhà. Người dân ở cách xa hiện trường vài cây số vẫn có thể nhìn thấy khói đen bốc lên. Ông Andrew McCabe là cựu phó giám đốc cơ quan FBI đã nói với đài CNN rằng một vụ nổ với quy mô như vậy sẽ bị điều tra về khả năng khủng bố. Và ông được trích lời nói thêm rằng có thể cảnh sát là mục tiêu vì họ đang có phản ứng sau khi nhận được tin về một chiếc xe đáng ngờ thì nó phát nổ. Khi được đài CNN phỏng vấn thì ông McCabe nói chưa rõ liệu thời gian xảy ra đúng ngày Giáng sinh có phải là một yếu tố trong vụ nổ này hay không. Và ông cho biết thêm là các nhà điều tra sẽ xem xét khả năng một tòa nhà nào đó trong khu vực là mục tiêu. Thị trưởng của thành phố Nashville là ông John Cooper đã kêu gọi người dân tránh xa khu vực trung tâm trong khi cảnh sát và nhân viên liên bang tiến hành cuộc điều tra. Và thưa quý khán thính giả, liên quan đến việc mua bán trong cái dịp lễ vừa qua thì việc mua sắm trực tuyến đã bùng nổ và doanh số bán lẻ tăng tới 3%. Doanh số bán lẻ ở Mỹ trong đợt mua sắm dịp lễ cuối năm từ ngày 11 tháng 10 tới 24 tháng 12 vừa qua đã tăng lên 3% nhờ việc mua sắm trực tuyến do lo ngại về đại dịch COVID-19. Hãng tin Reuters đã dẫn tin và dẫn dữ liệu của công ty có tên là MasterCard. Tin cho hay là doanh số thương mại điện tử của Hoa Kỳ đã tăng tới 49% trong mùa mua sắm dịp lễ năm nay. Và như vậy thì cho thấy người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm vì đại dịch COVID-19. Hãng tin Reuters cho biết thêm là doanh số thương mại điện tử dịp lễ đóng góp tới 19,7% doanh số bán lẻ trong năm nay. Và báo cáo của công ty MasterCard cũng nhắc tới các hoạt động mua bán mang tính sống còn đối với các nhà bán lẻ trong khi dịch bệnh bùng phát. Ví dụ như mua trên mạng và tới lấy tại cửa hàng hay là việc sử dụng công nghệ không tiếp xúc. Cố vấn cao cấp của MasterCard, ông Steve Sadovy, đã nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng con số trên cho thấy một sự tích cực hơn dự báo. Ông Sadovy tin là xu hướng mua bán áp dụng kỹ thuật số sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2021 với các nhà bán lẻ nhỏ hơn cũng áp dụng công nghệ mới để cung cấp khách hàng những cách mua sắm mới. Và vẫn theo MasterCard thì việc người dân dành thời gian ở nhà lâu hơn do chính sách tăng cường làm việc tại nhà và học tập từ xa đã thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm trang trí nội thất và sửa chữa nhà cửa, với doanh số bán lẻ trong danh mục đồ đạc và một số hàng nội thất đã gia tăng lên 16.2%. Và thưa quý khán giả, với bản tin này cho chúng ta một cái nhận định gì? Có lẽ những người lớn tuổi
70-80 tuổi thì có lẽ không quan tâm mấy đến việc mua bán qua mạng. Vì chúng ta cũng không phải là không biết, nhưng mà ít có người muốn cái kiểu bán hàng đó, mua kiểu hàng đó. Thưa quý vị, nhưng mà giới trẻ có thể nói là từ 50 tuổi và đặc biệt là 25, 30, 40 tuổi ngày nay rất mê, rất thích kiểu mua bán qua mạng. Và giữa mùa đại dịch như thế này, không có giao tiếp trực tiếp người với người, có lẽ vì thế mà đã tăng tốc mạnh như thế, thưa quý vị. Và có lẽ vài năm nữa thôi thì thế giới này các cửa hàng buôn bán có lẽ, nhất là các mall thì có lẽ sẽ bị thiệt thòi nhiều. Một bản tin khác cũng liên quan đến vấn đề đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ của chúng ta. Bản tin cho biết là những ca COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 81 triệu. Riêng tại Hoa Kỳ thì cứ 1.000 người Mỹ lại có một người chết vì COVID-19. Thế giới hiện nay đã ghi nhận có hơn 81,1 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 1,77 triệu ca tử vong, tức là gần 2 triệu người chết rồi đến quý vị. Dịch bệnh tiếp tục nghiêm trọng trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu, ở Mỹ, và Mỹ của chúng ta là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 166.704 ca nhiễm và có tới 1.247 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 19.549.211 người. Trong đó con số là 340.952 người Mỹ đã chết. Mà Tuấn đọc lại, 340.952.000 người Mỹ đã chết. Theo Đại học John Hopkins thì cứ 1.000 người Mỹ lại có một người chết vì COVID-19. Và chúng ta biết là Mỹ đã triển khai tiêm chủng gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 theo như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Cơ quan này hôm 26 tháng 12 đã ban hành hướng dẫn tiêm chủng mới cho những người mắc nhiều bệnh lý nền, có hệ thống miễn dịch suy yếu, mắc bệnh tự miễn, hội chứng viêm dạ gọi là đa dây thần kinh cấp tính. Đó là cái bản tin có lẽ cũng một phần nào làm cho chúng ta, dĩ nhiên chúng ta cố gắng bình tĩnh, nhưng mà cái sự bi quan không thể nào mà không có được. Và thưa quý khán giả, chúng ta đợi xem, bởi vì sau ngày Giáng sinh, sau mùa lễ năm mới nữa, xem nó sẽ còn như thế nào. Và như cái bản tin ở trên mà chúng tôi đã gửi tới quý vị nói về tiêm vaccine đó, các nhà phân tích nói là có lẽ không phải đến tháng 6 thì chúng ta mới được trích, nói chung đại trào cho tất cả mọi người dân Mỹ. Cố gắng để giữ những gì có thể được để bảo vệ chính mình và cho gia đình cũng như cho xã hội, thưa quý vị. Bản tin sau cùng về Hoa Kỳ nói đến bão Zeta đã càn quét nước Mỹ, nhà cửa bị thổi tung và xe tải đổ la liệt. Bão Zeta với sức gió 177 cây số một giờ đã đổ bộ vào đất liền, khiến cho nhà cửa bị tàn phá, cây cối ngã rạp và xe tải đổ la liệt. Ít nhất một người đã bị thiệt mạng. Theo tờ Daily Mail thì bão Zeta đã đổ bộ vào khu vực duyên hải vịnh Mexico của Mỹ ngày 28 tháng 10, tức là ngày hôm thứ Hai. Tiểu bang New Orleans, hay nói đúng hơn là thành phố New Orleans ở tiểu bang Louisiana, đã chứng kiến cơn bão gây ra mưa lớn, có gió giật mạnh, làm hỏng các tòa nhà, khiến cho hàng nghìn người bị mất điện. Cơn bão đã khiến cho ít nhất một người chết, người tuổi tử vong do tiếp xúc với đường dây điện bị gió quật đổ. Giới chức cảnh báo là tình trạng nguy hiểm chết người của bão sẽ kéo dài cho tới hết ngày hôm nay, tức là ngày 29 tháng 12. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới nhiều khu vực sau khi người dân phản ánh rằng nhà của họ bị gió giật tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt trên đường. Bão Zeta là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào đất liền Mỹ trong năm nay, đánh dấu số lượng cơn bão nhiều chưa từng có trong một năm và phá kỷ lục trước đó vào năm 1916. Trong năm này thì có tới 9 cơn bão. Và đặc biệt tiểu bang Louisiana từ tháng 9 đã hứng chịu 3 cơn bão, kể cả bão Zeta. Thưa quý khán giả, đó là bản tin sau cùng về Hoa Kỳ.
Mai Tuấn mời quý khán thính giả trở lại với chúng tôi để nghe tiếp một số các tin về thế giới với những tin đáng chú ý như sau. Khối Liên Âu bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine để ngừa COVID-19. Thế giới đã ghi nhận có hơn 80 triệu ca nhiễm COVID-19.